À, Minh Chiến âm thanh bãi Bình Định. Xin chào anh em toàn quốc nha. Anh em nào yêu mến kênh của Chiến thì đăng ký kênh và để theo dõi những sản phẩm Chiến luôn liên tục cập nhật cho anh em. Những sản phẩm đẹp, chất lượng, tuyển chọn cho anh em xài và giá hợp lý cho anh em nữa. Về giá cả thì em luôn cân nhắc cho anh em rồi, giá phải yêu cầu là tốt, hợp lý. Rồi, sau đây em test máy đầu MD, đầu giải mã mới về. Em về số lượng nó không phải ít đâu, vài chục con là như vậy, lần nó về lần. Rồi, em sẽ test từng con lúc về. À dạ đúng rồi. Rồi, thì mình cũng không rành lắm đâu. Em cũng như các bác thôi, không rành lắm đâu. À, chạy một chú nha. Đẹp, tèn 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 tèn. Rất tốt. Rồi, em cho ra nha. Một em. Tiếp tục em thứ hai nha. À, em chưa vệ sinh anh em, chưa vệ sinh mà rất là đẹp rồi đấy. Em mà vệ sinh là đẹp nữa. Rồi chạy rồi đấy, tốt. Này, keo bên cam, khi mình về cam á, người ta quấn keo dính nhiều lắm, về vệ sinh. Chạy. Chạy tốt luôn nha. Mắc đẹp rất là nhanh. Rồi. Xong em thứ hai nha. Nè em chọt vô đây. Trường vũ nhanh đây. Bấm play nha. Đó. Nếu bấm play nó mới chạy. Không bấm là ngầu quặn miết nó không chạy đấy. Tốt rồi đấy, nháy nháy là chạy rồi nè. Rồi mình cho ra nhé. Rồi cái nào mình ấy rồi là mình test nha, tôn điện nha. Vô này là nhét nha nè, nhét đẩy vô đi vô. Rồi vào đây nó. Chạy lên bài số 6 á, số 6 nó và tôi chạy rồi luôn. Giờ mình dành ra là số 10 luôn. Nó tình bơ vơ. Rồi xong ok. Nào cái nào mình test xem là mình test luôn. Điện giờ nó cái gì nó đắt hết rồi. Cái gì nó cũng lên giá. Có mình là không lên giá thôi. Mình báo ngoài mùa. Vui giờ anh em thôi nha. Bác rồi chạy rồi nha, mình bấm play nè. Rồi chốt lên vào số 5 luôn nè. Chạy tốt nha, nói chung là chạy rất là tốt. Con này em test ở bến rồi, giờ mình test lại thôi. Sáng giờ bận biểu quá em chưa test, nhưng mới lôi ra test cho anh em xem. Rồi rồi chạy tốt. Rồi sẽ ok. Ngon. Cứ chạy là đỡ tốn tiền quá à. Nếu mà một con mà không, nó không đẹp hoặc làm dây của ro rồi là đưa ra thợ là nó nấm mất 200 ngàn một con đấy anh em à. Coi như mình hết lời luôn đấy. Máy thợ sửa bây giờ nó lấy đắt tiền lắm. Khi làm 5 phút nó lấy 2 xị. Rồi chạy rất là tốt. Rồi còn con cuối cùng đây nè.
chạy luôn. Ồ, rất là tốt luôn. Ngày mai em vệ sinh. Không vệ sinh gì chui chui bụi 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 rất là nhiều luôn, bụi nhiều lắm. À, thì rất là tốt. À. Rồi. Chào anh em nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại mình nha. Hàng này là RIA3IS. Giá là 6 triệu một con. Đen trắng thì đủ loại cho anh em. Không quên vàng nhưng không phải trắng. Bằng chanh á. Bằng chanh. Nhưng mà đen. Mà đen thì mạnh mẽ, bằng chanh sang trọng. Anh em nào ghép với nhiều âm ly xanh xui đen đen là ghép con này. Chứ ghép con này vô nhìn chói lắm nha. Còn anh em là chơi đồ nông hay là Luman rồi thì ghép với con này nó cùng mềm bằng chanh, nó sẽ hợp hơn. Rồi, chào anh em nha. Hẹn anh em ở video lần sau.